This icon will appear when saving or logging in a project. Please do not turn off your computer. Ok, press any key nhá. Bấm cái gì cũng được. Ở đây mình sẽ lướt qua phần option một chút nhá. Control keyboard. Đây. Ồ, còn nhiều lắm. À không, không nhiều lắm. 1, 2, Q, F, E, A, S, D, C. Ở đây M4 này, middle mouse, tab F5, F9 này. Stitch đây nhá các bạn. Stitch là một Robin. Chúng ta sẽ vào vai nhân vật, vai thanh niên này. Để thực hiện các nhiệm vụ trong tựa game. Chống lại loài người và loài em. Camera sensitivity thấp mà chơi. Để ta display. Hả? Epic. Brightness sao là một chỉ hơi thôi nhỉ? Chung là vẫn vô tư ngon lành với cả cái màn hình của mình, không vấn đề gì hết. Có off nữa rồi. Sound game Subtitles bật hết tất cả. Được rồi. Bây giờ mình sẽ vào game thử nha các bạn. New game Master Gunbin. Rồi Discovery thôi. Thì mình nghe nói tựa game rất là khó nha các bạn. Sao nó bắt to đấy. What the fuck. Các bạn nghe thấy mình nói gì chứ? Nhạc game bắt to quá. Nói chung là tựa game cực kỳ khó luôn. Chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều những cái gọi là chất xám của chúng ta thì mới có thể hoàn thành ngon hơn cái nhiệm vụ này được. Còn không thì sẽ mọi thứ trở nên rất là phức tạp. Nó khác với cả đây là một tựa game thiên về thể loại Steel Assassin. Có nghĩa là chúng ta phải hành động lén lút càng nhiều càng tốt. Cho nó không giống như Assassin's Creed chúng ta hành động lén lút chán là chúng ta rút kiếm ra và YOLO cả đám đúng không nào. Nhưng mà tựa game này thì không thể được. Được thì được nhưng mà ra thì kiểu gì cũng chết. Cho nên là tốt nhất là các bạn lên áp dụng triệt để cái lối chơi mà tựa game đã xây dựng. Đó là hành động lén lút nhá. Hả? Xong rồi à? À đâu? Nó loát rồi mà. City hoặc là TVS. Thành phố những tên trộm. Cướp. Hệ thống AI của cái tựa game này cũng được đánh giá khá là cao. Khi mà nhân vật PC, nhân vật máy ấy, họ rất là thông minh. Không giống như bên Assassin's Creed. Đây chúng ta đây các bạn ạ. Tất cả những gì chúng ta được trang bị chỉ là một con dao găm. Trong game này chúng ta sẽ làm hành động như là leo trèo bay nhảy. À, trong tựa game này có cái cơ chế leo trèo bay nhảy không thua kém gì Assassin's Creed cả các bạn ạ. Chúng ta có thể leo tung tăng mọi nơi nhưng mà cái độ chính xác của nó không được cao Assassin's Creed thôi. Nó khiến cho quá trình leo trèo chúng ta gặp khá nhiều khó khăn nếu mà các bạn không thao tác ngon lành kỹ càng. What the hell? Đây, đây là dây sừng rồi. F à? Trốn à? C cruise, C ngồi xuống rồi. Chui trong hòm trốn rồi các bạn. Ho, chặt đấy. À, phá cửa này, kinh không? À, đi theo con hò kìa. Đúng rồi. Dose of death by drowning. But I ain't the screwing up type. Nó sẽ tới cái điểm rồi đó. Ấn ship lại đi bộ các bạn ạ. Ôi, ơi, ngã. À, bấm R là... Đây là chơi cơ chế Steel Action. Cơ chế này thì các bạn chắc chắn các bạn đã biết trong cái tựa game đó là Assassin's Creed rồi đúng không? Trong Assassin's Creed thì nó được gọi là mắt dầu hô ấy. Eagle Vision. Sao thao tác cái này? Cái gì à? Iron Orc, pick up. Có cái gì này?
hòm. Hay thật đấy, chui vào trốn. Có 3 mũi tên, sao qua kia nhỉ? Ơ, à, thôi, thôi xong, rơi dưới rồi. Vãi trưởng thật. Nhắc nhở chúng ta các bạn ạ. Last game. Okay. But I ain't the screwing up time. Quá không, quá không. À, lên rồi. Xem nào, cứ đi từ đây cho nó. Yeah. Nhảy chính xác. Không nhảy trượt đấy các bạn ạ. Cell phone chúng hang out on the ledger. À đây. Đi sát vào tường các bạn. Really? Có cái đường nào đó là đi nhỉ? Sao qua được? Ở the hell. Nhóm một cơ chế góc nhìn thứ ba chúng ta nhất định phải có. Ơi nữa trời đất ơi. Ok ok ai đâu, shoot the fuck up bitch. But I ain't the screwing up time. Ây nhảy sang kia đâu nhỉ? Có cái đường nào đó để đi. Nhảy phát qua được không nhỉ? Mình nghĩ chắc là không. Hay là phải leo qua bức tường này. Thử phát nhá. À, không được. Cái khác. You are dead. Ok, I'm dead. Cáu rồi đấy các bạn ơi. Thế nếu giả dụ tình huống là mình không leo lên được thì làm thế nào lên đây? Cái gì đấy? À bố chốt ở đây à? Really? Bố chốt là tắt đèn á? À? Ayo. What the fuck? Trời đất ơi. Đường này không đúng rồi. Phải cái đường khác đi các bạn ạ. Mà đi đường nào? The fuck? Mấy cái này cũng sáng sáng sao không dùng được nhỉ? Có dây thừng này. Lấy đâu? Này trốn. Gì nhờ? Làm sao giờ? Bế tắc nhờ?
không có gì cả. Gì vậy? Ơ Control the clone, destroy the clone. Control the clone, ok. À, ra là như vậy. Ok. Destroy the clone. Tạo ra một cái bóng các bạn ạ. Ơ sao cái... What the fuck? Sao cái bóng nó trèo phát được mà mình không được nhỉ? Ok. Sao cái bóng nó bám được vào đấy mà mình không bám được nhỉ? Hay là cả phải nút gì đó ta? Đấy, đúng rồi, chạy thẳng vào là được các bạn ạ. Khó chịu thật, suốt từ nãy giờ. Bạn nào? Đây có gì không? Chẳng có gì. À, treo dây à? Đi nào. Chào đây à? Rồi lên. Đây, khá giống Assassin's Creed đúng không nào các bạn? Nhấy. Ui. Xem đây. À. Ok. Bây giờ thì lên. À quên, soi có cái gì lấy được bên dưới không? Có rồi. Ơ à. Ui, shit thì rồi. Có cái gì là con orc ở đây các bạn ạ? À? Men thịt người à, really? Easy the body. Ok, giấu cái xác đây. Nobody ever taught you to put away your toys. And this is the last time I'm doing it for you. Thùng này... À, trốn được vào trong thùng này các bạn ơi. Có cái gì đó này. Có tao. Đi ra nào. Đi kia bác. Được rồi. Còn gì không? Hết rồi các bạn ạ. Đi nào. Qua bên kia là phải đi lên cầu thang trên này. Rồi, leo lên khá là dễ dàng. Bây giờ thì cái dây thừng đâu nhỉ? Mở cửa nào. Một cái xăng nữa. Ủa, đá cái xác đi. Nhận cái này á. Cái gì đấy? Một cái gì đó các bạn, nó đã xài đi. Còn gì nhặt được không ta? Cái bình gì này, bình máu à? Chắc là vậy rồi. Ngã sắp mà đi luôn thôi. À đây. Cái gì vậy? Cát. Còn 39 mét thôi các bạn ạ. Nào nhỉ? Hay là phải leo lên. Này không leo được rồi.
Nó không giống với cả tựa game Assassin's Creed, chúng ta có thể leo bất cứ đâu cũng được. Trời, mình leo cao quá. Ôi nữa, trời ơi. Ok, nói chung là game này các bạn chơi thế nào các bạn tự nghiên cứu nhá, chứ mình thì thực sự là đuối rồi. Cho dù mình đã chơi cái chế độ đó là dễ nhất, thế nào? Được rồi, mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cái tựa game Steed Master of Shadow. Chúc bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Cảm ơn các bạn những cái video tiếp theo của mình. Đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những điều mới nhất mà mình chia sẻ trong cái channel của mình nhá. Ở đây với các bạn.